sẽ có 3 bước cầu nguyện trong kinh doanh thu hút khách hàng tự động mua hàng anh chị ha. Và anh chị nào mình đang kinh doanh thì có thể sử dụng cái bài cầu nguyện này để mình kết nối với khách hàng nhé. Và nó sẽ có 3 bước cầu nguyện để kinh doanh thành công ha. Bước 1 là chúng ta phải loại bỏ đi những cái giới hạn, tránh những cái suy nghĩ tiêu cực. Nếu như suy nghĩ của chúng ta mang tính phá hoại, ví dụ như là tôi không có tiền, tiền bạc của cải là bất nhân, tôi không thể làm được, hay là tôi không có khách hàng, hay là tôi không bán được hàng, hay là bán hàng ế quá là không được nói nha. Nếu như những cái niềm tin đó cứ lặp đi lặp lại thì chính chúng ta đã tạo ra cái số phận của mình. Mà phải sử dụng ngôn từ đúng, chuẩn xác, ngôn từ mang năng lượng, ngôn từ mang sức mạnh. Nên là chúng ta chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi nhá. Thay vì nói là tôi không có khách hàng thì hãy nói là khách hàng xếp hàng dài chờ tôi phục vụ. Cái cách để thay đổi số phận đó là quay về bên trong mình và mình thay đổi tâm thức của mình, cho 5 giác quan của mình tiếp xúc với những điều tốt đẹp và tích cực mỗi ngày. Và thông qua 5 giác quan thì chúng ta sẽ nghe, nói, nhìn, đọc, tiếp xúc với những video, bài viết, những cái nguồn thông tin giúp cho mình gia tăng niềm tin, hỗ trợ cho sự thành công, giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc. Dạ rồi ạ, vậy thì bây giờ anh chị ghi xuống nha. Vũ trụ là sự giúp đỡ hiện hữu ngay thời điểm khó khăn. Vũ trụ là nguồn cung cấp tức thời dành cho tôi, mang đến cho tôi những ý tưởng cần thiết, đúng lúc và đúng nơi. Vũ trụ luôn hoạt động không thay đổi và vĩnh hằng. Vũ trụ cung cấp cho tôi 5 người khách hàng trong ngày, ngày bao nhiêu đó. Bao nhiêu khách hàng tùy anh chị lựa chọn. Ví dụ, nay là ngày 21 tháng 8 đi. Vũ trụ cung cấp ý tưởng cho tôi có được 5 khách hàng tiềm năng, có tâm, có tiền, mua hàng của tôi nhanh chóng, chuyển khoản nhanh trong ngày 21 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn kết quả tuyệt diệu mà vũ trụ đã cung cấp cho tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi số tiền tôi cần trong ngày hôm nay. Ví dụ, một tháng anh chị cần lợi nhuận là 200 triệu thì mình chia nhỏ ra là mỗi ngày là bao nhiêu tiền. Thì anh chị ghi ra là vũ trụ cung cấp cho tôi ý tưởng để tôi có ví dụ là 10 triệu lợi nhuận trong ngày hôm nay. Tùy thuộc vào cái sản phẩm dịch vụ mà anh chị bán thì anh chị chọn con số cho nó phù hợp nha. Đó, thì mình cầu nguyện, mình khẳng định liên tục như vậy. Quan trọng là chúng ta phải có đức tin, có niềm tin với lại cái điều mà mình cầu nguyện ý ạ. Vì anh chị biết là cái gì cũng phải có trong đầu trước thì nó mới đi ra bên ngoài. Chứ bây giờ trong đầu anh chị không có chứa cái gì thì làm sao nó ra bên ngoài được. Và phải làm đều đặn mỗi ngày để thiết lập thói quen cho tiềm thức. Không có cái gì mà tự nhiên sinh ra hết. Nên là mình phải kiên trì gây dựng thói quen, chứ không phải là đọc là xin một lần là có ngay đâu nhá. Và cái bài cầu nguyện này là trong cái cuốn sách chuyên sâu về tiềm thức của tiến sĩ Joseph Murphy. Trong cuốn sách này thì có rất nhiều bài cầu nguyện về gia tăng tài chính, làm giàu hay là phát triển công việc kinh doanh hay là mua bán bất động sản, vân vân rất là nhiều. Và cuốn này thì hiện tại là không có trên thị trường đâu, chỉ những ai tham gia trong câu lạc bộ thì mới được sở hữu cuốn sách này thôi.